Em chào, chào cả nhà nha. Nay qua bên vườn hầm cá của năm kéo cả nhà. Anh em để kéo cá. Kéo cá cả nhà. Chú tò quay lại kìa. Bà nó
Đá nó vô. Như chỗ này nè, cái trứng rửa này là ông ngựa là cá dơ bụi lắm. Bụi quá rồi, té cho nổ. Đâu lại đánh con đuổi, đây nè. Trời bụi cái nhà, con cá. Cá làm sao ký gì đâu bụi. Cá này đứng ở đây. Đâu, rồi nè. Nó tụng nó được. Kéo cái tụng nữa. Nãy tụng xấu là cũng dạy nguyên một cái này. Đây nè. Nhanh đi. Từ thôi, đi từ từ thôi mà vô á. Nhẹ nhẹ thôi. Yeah.
con nữa đi. Con nó bự đó. Đẩy động nó đi luôn. Không, mình đi từ từ thôi. Nó mới đuôi dở lên nè. Đúng rồi. Nè. Cá là phải gì? Cái ngạnh đó đó. Nó không bắt người ta bắt vào cá bắt. Cái ngạnh nó ghê đấy không? Rồi đi theo. Cái sơn giờ lại đặng 4 con bắt nắm cái đuôi á, nó nói chạy bắt cái giò nó nắm cái đuôi. Ừ, chết đi. Ừ vậy đó. Chết đại cao lên. Rồi 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 để vậy quay ra hả? Ừ hả? Quay chưa? Con này bự. Quay. Bắt đi đánh dỗ bà Út trên kia nha. Rồi 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 quay chưa? Nè. Ừ hả? Để nè. Con vậy đó nè. Chú Sơn nè, bà lấy cái ba bỏ vô. Trời ơi, cá. Con này là bự nhất. Cá này quá trời, 4 con này hai mấy ký. Càng tay không hết nữa. Trời cái đầu. Đấy, cá Quỳnh nè. Anh Lâm con của bác Hai ở nhà cho cái vồ. Để em đổ để cái nhà xem. Lộ. Rồi, cá hồng. Ủa gì cá hồng không cha? Cá hồng với anh. Câu gì? Kéo anh. Kéo à. Trời trời, quay cái đực nữa. Cá nãy rồi cơ. Ồ quá, cá luôn à. Cá nhỏ quá. Đực kìa. Với hôm nay kết thúc cái nhà, hẹn cái nhà clip tiếp theo nha. Bye.